Xin chào mọi người nhá, em Nhất xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại em Nhất đang ở cái trại của em đấy, thì sắp tới chỉ vài ngày nữa thôi thì em sẽ thay hết cái dàn trại này đã được làm từ năm 2017 đến bây giờ. Thì em Nhất sẽ thay hết tất cả các dàn trại này để chuyển sang một cái dàn chuồng mới. Và do hồi xưa làm chưa có nhiều kinh nghiệm ấy, vừa làm vừa sửa nên là nó cũng rất là nhiều công sức. Nhưng mà cũng gắn bó được rất là lâu rồi. Thì hôm nay sẽ đi cho mọi người tham quan một cái trại cũ này của em nhá. Thì sắp tới em làm một loạt mà em không cho cún, gọi là không phải phân và nước tiểu cún ở dưới này đất nữa, mà em sẽ làm hoàn toàn bằng inox để cho nó hợp vệ sinh và nó sạch sẽ, không có mùi gì mọi người nhá. Đấy, thì sau rất là nhiều năm gọi là kinh nghiệm làm và gọi là cũng có một chút kinh phí thì bắt đầu gọi là tu sửa lại để cho những cái chú cún ở đây ở cho nó tốt hơn. Thì hiện tại thì có rất là nhiều bạn đã gửi về nhà em để chữa bệnh về da. Đấy, thế nên là chuồng gọi là quá tải không còn nữa, thì sắp tới em hàng đến 20 ô chuồng để phục vụ cho các bạn cún đến để điều trị và chữa bệnh. Thì hy vọng sẽ được các bạn sẽ có một nơi ở thật là tốt mọi người ạ. Đấy, thì đợt vừa rồi thì em cũng có lấp cả cái ao ở đằng sau này để cho cái khu chơi cho các bạn ấy cho nó rộng rãi để cho người đi tham quan tỏ cái trại cún này em nha. Ôi, vừa sáo rồi. Wow. Thì đây là cái khu đất mà trước mà em có chỉ là ở đằng sau đây, nó là cái ao ấy. Đấy, thì sau gọi là vài ngày thuê thợ gọi là đổ cát, người ta đã gọi là lấp kín hết rồi. Thì bây giờ chỉ còn là một bãi đất hoang thôi. Thì sắp tới thì em sẽ cải tạo cái chỗ này để trở thành cái chỗ vui chơi cho chó mèo. Thì em đặt góc máy ở đây để anh chị dễ hình dung được cái chỗ mà em nuôi những bạn cún. Đó. Nhìn nó rất là thô sơ thôi nhưng mà nó cũng được 7 năm rồi mọi người. À 6 năm, từ 2017, làm từ 2017 nha mọi người. Đó. Và cái này nó cũng tồn tại được 6-7 năm rồi nên là nó cũng cũ rồi. Thì cũng muốn làm lại cái mới để cho nó đẹp và nó sạch sẽ. Đợt này mình cũng chỉ nuôi chó nhỏ thôi, còn mỗi con Benny là to nhất thì để nó trông trại, trông chuồng thôi. Thì đợt tới thì sẽ làm lại cho nó sạch sẽ. Thời gian trôi thật là nhanh các bạn ạ. Mới ngày nào mình còn bỡ ngỡ gọi là mượn thợ về xong rồi làm chuồng, nhưng mà đến nay đã được 6 năm rồi. Và phải nói lời gọi là tạm biệt với những cái ô chuồng gắn liền với cái khởi nghiệp đầu đời của mình. Đâu đó thì nó cũng là một cái kỷ niệm đấy của tuổi trẻ. Thì mình đã làm được những cái ô chuồng này đến đây là 6 năm. Thì chỉ vài ngày nữa thôi thì nó sẽ không còn ở đây nữa và sẽ thay thế vào những ô chuồng khác. Nhưng tuy nhiên thì một khoảng thời gian gắn bó thì mình cũng cảm thấy là kỷ niệm này cần phải lưu giữ. Nên mình đã quay lại hết clip và up lên trên YouTube của mình để cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Thì trại nhà mình thì cũng rất là mong muốn sẽ ngày càng phát triển và ngày càng có thể cứu chữa được nhiều bạn chó bị bệnh hơn. Vậy nên là mọi người xem những cái clip của mình, xin hãy ủng hộ cho mình bằng những lượt chia sẻ và những lượt subscribe kênh để mình có thật là nhiều động lực để làm thêm nhiều video để gửi đến tất cả các bạn và có thể cứu được nhờ những cái bạn chó bị bệnh nhiều hơn nữa, để có thể là cho các bạn ấy những một cuộc sống mới ấy khỏe mạnh hoàn toàn, không bị đau nhức, không bị hôi tanh, không bị mọi người xa lánh vì căn bệnh về da mọi người nhé. Và bây giờ mình sẽ đi cho mọi người xem cả những cái ô chuồng mới mà mình đang làm nhé. Đây, bác thợ đang sơn cho mình đây. Đây chính là những cái ô chuồng mới mà sắp tới mình sẽ làm cho các bạn cún ở. Mình chọn sơn màu xanh, thứ nhất là bởi vì nó đẹp, thứ hai là mình gọi là thích màu xanh, gọi là xanh hy vọng ấy. Hy vọng trong tương lai mình sẽ cứu được thêm nhiều bạn chó bị bệnh hơn, cũng như là phát triển được cái mô hình nuôi cún của mình, là một trong những niềm đam mê lớn nhất của mình. Đợt này thì mình có kinh nghiệm hơn nên là mình sẽ không để cho cái việc chất thải của cún nó rơi trực tiếp ra đất nữa, bởi vì việc đấy nó gây ra mùi rất là nhiều. Vậy nên là mình đã các bạn nhìn thấy một cái khoảng hở ở giữa này, là mình sẽ có một cái tấm inox. Đấy, nó gọi là cái máng inox ấy. Vậy nên là nó tất cả các đồ thải của cún là nó sẽ rơi xuống đấy và theo đường ống đi ra bể phốt hết mọi người nhé. Thì đợt này là làm nó sẽ có kinh nghiệm hơn, bởi vì là 6 năm rồi còn gì nữa, mà cả một quãng thời gian rất là dài gắn bó cùng với những chú cún. Hy vọng rằng mọi người sẽ luôn yêu thương kênh YouTube này của em và xin hãy
thả cho em một lượt subscribe, một lượt bấm chuông để đăng ký kênh, để kênh của em ngày càng phát triển hơn nữa, chia sẻ nhiều câu chuyện về cún cưng cho tất cả mọi người cùng biết mọi người nhé. Em xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ.